bước đi lên con mau chạy bước lên đi con đi. Con phải bước cho nhanh rồi con đi từ kia ngày ấy bên thôn bài trốn con
dạ hết, con có cãi cụ đâu. Thôi, dạ, bọn nhỏ, dạ, cụ cũng thấy thương tâm. Ừ, dạ vâng ạ, cụ thương con. Dạ, lại đi. Dạ vâng, cụ bảo con đi gì ạ? Ôi, ôi, dạ bẩm cụ, con lầy cụ ạ, con lầy cụ ạ. Bẩm cụ, con không dám làm như thế đâu ạ. Làm như thế ạ, họ mà biết được á, giấu đâu cái mặt thầy mặt bớ. Thất, dạ, lại đây cụ ạ. Cụ lại bảo con cái gì nữa? Mày cứ lại đây cụ ạ. Dạ, con đây. Thì con là quất của cụ đấy. Anh thật thà hơi quá đi anh. Cứ thật thà như mày á thì chỉ suốt đời làm đầy tớ thôi con ạ. Ôi, dạ, nghe cho kỹ đi nè. Dạ. Vuông tròn, dạ. Tuất cứ yên tâm, rồi việc đâu sẽ có đó. Vâng ạ. Ừ. Dạ. Ừ. Việc này ăn chắc khỏi lo, yên trong miệng kén nơi nhà. Có bò đi đâu, mày bò đi đâu, mày quỳ xuống ngay. Dạ. Nhà khó thắng ta thẳng tiến con ơi. Chuẩn bị xong chưa? Dạ bẩm ông, chúng con đã chuẩn bị xong rồi à. Tốt, cụ tránh sắp sang rồi đấy. Chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo nghe chưa? Dạ. Dạ bẩm ông, chúng con đã chuẩn bị xong rồi à. Ừ, tốt, nhắc lại ông nghe. Dạ. Mày nhắc lại ông nghe. Chú cái để anh à. Lọc lợn tiết canh sườn xào chua ngọt. Tụi nhắc cho tổng bột gà hấp lá sen rượu uống và kem đã xong xuôi rồi đấy à. À, tốt tốt lại đây. Dạ. Cố bạn đã chuẩn bị chu đáo nghe chưa? Dạ. Ơi, kẻ ông nghe nhớ phó có nhà không? Báo ngay có cụ Tránh báo làng đông tới. Cụ Tránh đã sáng. Bà ơi, cụ sáng. Cụ sáng. Ê, dạ bẩm cụ, dạ sứ cụ bà. Rượu thì cụ vào ngay.
Anh Lý này. Dạ bẩm cô. Nhà con mới được con làm phó Lý thôi cô à. Dạ con mới làm con phó thôi à. Không phải Thanh Minh. Dạ. Ta biết quá đi rồi. Ấy mà ta nói anh chị đang quan tâm đến các cụ ở bề trên thì cái chức lý trưởng trả vào tay anh chứ còn tay ai được nữa. Dạ bẩm cụ dạy rằng vợ chồng chúng con mà cứ chịu năng quan tâm đến các cụ ở bề trên là cái chức lý trưởng rơi lọt vào tay nhà con đấy à. Chính thế. Ôi ôi. Dạ bẩm cụ, dạ đội ơn trên đèn trời soi xét à. Trên hả? Dạ. Trời hả? Dạ. Đấy, anh bảo trời giúp cho tam cấp của ta. Về thôi cụ. Dạ bẩm cụ. Dạ, cả cái tổng này chỉ có một mình trời, chưa ai dám xứng ngồi ngang. Ừ, thằng này. À, cụ hỏi thăng. Vâng à. Chả mấy khi thằng rước cụ sang. Dạ. Thế thằng để vợ. Chồng thân ngồi với ta cho vui ạ. Dạ bẩm cụ, thân chỉ là đất thôi ạ. Dạ mong trời cứ tự nhiên cho. Nhanh kiểu ngồi cỗ bây giờ. Thế thằng cõng trời vào được chứ. Dạ bẩm trời, mời trời lên lưng con để con rước trời vào. Sao bẩm để con rước trời vào? Dạ. Mời trời vào. Trời. Thì cụ lại quên. À thằng này, ấy là ta thử lòng thân đối với ta xem đến mức nào thôi. Thân này, ở cái thời buổi này phải biết khom lưng uốn gối đúng lúc mới là người bắt. Dạ. Ta đùa đi thôi, ai làm cái thân thế bao giờ? À Tuấn đâu? Dạ. Ta vào thì con nhỉ? Vào thôi cô. Ừ. Thế vẫn mình tớ mà. Mình nói đã dạ. Mình cuộn một mâm mà. Phiền quá đi. Dạ. Ta vào. Dạ. Thank you.
có thăm mời cụ sang, lại có cả múa cả hát nữa. Thế đẹp quá. À, vợ chồng ông Phó đâu nhỉ? Tôi đây. Có chuyện gì thế hả cậu? Không hiểu sao hôm nay cụ mát tính bất thường. Lại hôm nọ ở cuộc nhậu nhà Lý Cường á, mời cụ ngồi không hẳn hoi, cụ đứng phát như vậy. Ôi giời. Bỏ về luôn. Thế hả cậu? Giận đến tận hôm nay đấy. Ôi giời ơi. Này cậu, chẳng sự nhờ cậu giúp cho chút tình nghĩa ấy bao giờ tôi dám quên. Quên là quên nào được. Cậu này hả? Cụ mà dùng thứ gì thêm cậu ấy một tiếng là tôi bưng lên liền. Hai bác bảy vẽ quá. Tôi vào hầu cụ bác ơi. Cụ thực là cụ nhà tôi bị bị làm sao? Cụ nhà tôi bị hỏng hai quả cân. Thế à? Cho nên cụ hay đi giữa chừng tôi vào hầu cụ nhé. Vào hầu cụ nhé. Đúng là làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Mày là cũng đến rơi cho muốn được mát thì ta phải biết cậy nhờ bề trên. Cái chuyện lồ đó cái gì có chút quyền chức như ấm mềm cửa nhà đấy bà. Tôi biết rồi. Gặp thời ông sẽ lên cao, ông làm lý trưởng đứa nào dặn hỏi nguyện này. Bà có việc gì? Này ông xem cụ chén say sưa chắc cụ nhịn bữa sáng để bữa trưa ngủ đêm qua ông rồi. Bà bé một chú ăn lúc đó nói lúc say cụ mà sơ cho là phúc đấy.
Này bà, có thấy giày không? Không. Kẻ vào người ra liên hồi tấp nập. Cụ thì ngồi trên lưng, mà cái thằng Hồng nó cầm cái cháp. Đúng. Ai mà trong cái mặt mua đôi giày của cụ đâu cơ chứ. Ôi trời ơi, ôi người ơi. Ôi trời ơi, tất cả là tại ông, tại ông. Sao lại tại tôi? Tại ông cứ đánh đông nói thế này. Ông làm cứ làm thì làm, không thì hết tôi, hết kìa. Sao lại tại tôi? Sự việc này ắt ở ông. Thank you.
không 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 phải 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 dây của cụ đây, cờ lết mua hôm Tết 3 đồng đấy cụ à. À, tí thì cụ lại quên. À, đúng là dây của cụ đấy mà. Ờ, à, thế mày đỡ cụ là cụ về. Thank you.